Mến chào quý vị khán giả đã đến với kênh tin mới của chúng tôi. Kênh của chúng tôi sẽ luôn luôn cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Mùa hè năm 2023 vừa qua, những bão lũ đã quần thảo như là mùa mưa bão hàng năm tại Trung Quốc. Khi Đài Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc sáng nay đưa tin, cơn bão số 6 mang theo cuồng phong gió lớn khi đã xoán ngôi cơn bão Cha Ba trước đó vào đầu tháng 9, để trở thành cơn bão mạnh nhất trong năm nay đổ bộ Trung Quốc. Khi đã tấn công qua các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên thì bất ngờ chuyển hướng đổ bộ vào bờ biển huyện Trương Phổ, tỉnh Phúc Kiến với sức gió tối đa gần tâm bão giật cấp 17 và đang tiếp tục mạnh lên. Hiện tại, những trận mưa và lũ lụt vẫn tiếp tục vây lấy đất nước tỷ dân, kéo theo hàng loạt những vụ sạt lở đất tại tỉnh Quý Châu. Và những vụ lở đất khác cũng đã xảy ra ở ven sông thuộc tỉnh Hồ Bắc trong nhiều ngày. Theo Ủy ban Giảm thiểu thảm họa Trung Quốc cho biết, hơn 17.000 ngôi nhà đã bị phá hủy và hơn 3 triệu người ở khu vực này buộc phải di rời và sơ tán vì mưa lớn kéo dài nhiều ngày liên tiếp, khiến cho nước dâng cao hơn 3 mét. Những vùng lũ quét đã phá hủy những cây cầu và đường ở các nông thôn, còn những người dân buộc phải lập tức di rời vì nguy cơ sạt lở đất và bị nước cuốn trôi ngày càng tăng lên. Theo thống kê mới nhất đã được công bố vào ngày hôm qua, số người chết đã lên tới 34 người và có 52 người dân ở khu vực này mất tích. Theo Tân Hoa xã, trong ngày hôm qua những trận lũ lụt và sạt lở đất ở các tỉnh Giang Tây, An Huy và Hồ Bắc thuộc khu vực miền Trung và Nam Trung Quốc đã khiến 258 người chết và hơn 416 người mất tích. Khoảng 4,81 triệu người buộc phải sơ tán và di rời khẩn cấp. Đây là thông tin chính thống được Tân Hoa xã trích dẫn thông tin từ Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung ương Trung Quốc. Thông tin thiệt hại cụ thể được tính cho đến ngày hôm qua, có đến khoảng 568 ngôi nhà bị hư hại hoặc cuốn trôi, thiệt hại về kinh tế ước tính trực tiếp lên đến 21,37 tỷ nhân dân tệ. Cách đây vài ngày, do ảnh hưởng trực tiếp từ sạt lở đất và lũ lụt đã khiến cho cuộc sống của hơn 40,8 triệu người tại 24 tỉnh, thành phố của Trung Quốc được báo cáo có tổng cộng 310 người được cho là đã mất tích hoặc là đã chết, và 5 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Thiệt hại kinh tế vẫn chưa thể đong đếm được bằng tiền. Mưa lũ vẫn tiếp tục diễn ra trong 2 ngày gần đây. Thiệt hại về tình hình lũ lụt vẫn đang diễn ra ngày càng phức tạp. Ở thượng nguồn lưu vực sông Trường Giang, sức nước đổ về cao kỷ lục đã trở thành áp lực lớn đối với sức chứa của con đập Tam Hiệp. Vì vậy, đập Tam Hiệp đã phải tiếp tục xả lũ ở mức 57 để đảm bảo có sức chứa và sự bình an của con đập Tam Hiệp cũng như trung lưu và hạ lưu con sông. Ông Cao, giáo sư cấp cao của đập Tam Hiệp, nói với Epoch Time, việc xả lũ có thể dự trữ mực nước tại các trạm quan sát thủy văn lớn ở hạ lưu trong phạm vi an toàn. Kỹ sư này còn cho biết thêm, xả lũ cũng có thể giảm bớt lũ lụt và giảm bớt áp lực đối với vùng trung lưu và hạ lưu sông Trường Giang. Theo ông Cao, trận lũ thứ 3 trên sông Trường Giang này còn có khả năng phức tạp hơn nhiều. Tuy nhiên, ông Cao cũng cho biết, đập Tam Hiệp sẽ tiếp tục xả nước để đảm bảo có đủ sức chứa, vì vậy có thể sẵn sàng cho các trận lũ tiếp theo. Chúng tôi dự đoán trận lũ thứ 3 này sẽ kết thúc vào cuối tháng 7. Tình hình mưa lũ bắt đầu kể từ tháng 7 đã khiến cho cuộc sống của người dân Trung Quốc ở miền Trung và Nam Trung Quốc gặp muôn và khó khăn. Trả lời phỏng vấn của một người dân Trung Quốc được cho là khu vực rốn lũ, người này có tên là Huy Hào. Ông cho biết, lũ lụt năm nay tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua. Ông Giang Quý Hào là một trong số hàng ngàn dân làng có nhà cửa đang bị đe dọa, nhấn chìm trong nước lũ. Ông cho biết đã chạy chân trần ra cánh đồng vào lúc 2 giờ sáng để thu hoạch hoa màu trước khi lũ tới. Tình cảnh hết sức thảm khốc và đau thương. Hôm qua, Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã kêu gọi nỗ lực toàn diện trong các hoạt động cứu hộ và cứu trợ tại những khu vực bị ngập lụt trên khắp đất nước, nhấn mạnh rằng phải đảm bảo cuộc sống và an toàn của người dân là ưu tiên hàng đầu. Lưu ý rằng tình hình kiểm soát đang gay go và đã bước vào giai đoạn nguy cấp. Ông Tập Cận Bình chỉ thị chính quyền địa phương ở vùng lũ lụt phải thực hiện trách nhiệm của mình, lên tuyến đầu để kiểm tra tình hình, để bảo vệ tốt hơn tính mạng và tài sản của người dân. Các bộ phận liên quan nên tăng cường lập kế hoạch và phối hợp tổng thể, cũng như bộ phận lực lượng cứu hộ và cứu trợ thảm họa một cách khoa học. Ông nói thêm, Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã kêu gọi quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc và lực lượng cảnh sát vũ trang nhân dân tích cực tham gia vào các nỗ lực cứu hộ và cứu trợ. Các bộ phận liên quan được chỉ thị lên kế hoạch trước và sau thảm họa, khôi phục trật tự sản xuất và cuộc sống càng sớm càng tốt. Thế nhưng ai cũng biết rằng ông Tập Cận Bình chỉ biết nói chứ đâu có biết làm, nói một đường nhưng làm một nẻo. Ông ta có bao giờ đi thị sát ở những vùng gặp mưa bão, lũ lụt đâu mà biết được cảnh người dân khốn khổ như thế nào. Ông ta chỉ là ngồi mát ăn bát vàng, đứng ở trên chỉ đạo xuống mà thôi. Trong khi nỗ lực đẩy mạnh kiểm soát lũ lụt và công tác cứu trợ thiên tai, Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo khẩn cấp lũ lụt từ cấp 2 lên cấp 1 trong thang 4 cấp. Nhiều tỉnh thành thậm chí nâng cảnh báo lên mức cao nhất, như thành phố Phong Hồ của tỉnh Hà Bắc. Mưa lớn nhiều nơi ở Trung Quốc đường biến thành sông,
Mưa lớn sấm sét cũng như gió mạnh đã khiến máy bay tạm thời không thể cất cánh và hạ cánh tại sân bay thành phố Thạch Gia Trang của tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Tại tỉnh này đường phố biết thành sông, dân ôm cây giữa dòng nước. Mưa lớn gây ngập lụt đang diễn ra tại nhiều nơi của Trung Quốc ở tỉnh Tứ Xuyên đến Sơn Tây, Hà Bắc. Hôm qua, Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc dự báo sẽ tiếp tục có mưa lớn trên một khu vực diện rộng ở Hồ Bắc và miền Trung của đất nước này. Tại thành phố Vũ An thuộc tỉnh Hà Bắc, theo báo Đô thị Phương Nam, một người dân họ Triết chia sẻ với phóng viên, trước mắt mưa đã rất lớn, đường phố đã bị nước mưa làm ngập lụt. Hai video được chia sẻ cho thấy cảnh ngập nước nghiêm trọng tại đây, xe cộ bị dòng nước cuốn đi, người già bị kẹt lại trên đường và cảnh người dân ôm cây để cứu lấy mình giữa dòng nước chảy xiết. Mưa lớn và sấm sét ở vùng Hà Bắc cũng đang khiến nhiều máy bay tạm thời không thể cất cánh và hạ cánh tại sân bay của thành phố Thạch Gia Trang, thủ phủ của tỉnh này. Tại thành phố Quảng Châu thuộc tỉnh Sơn Tây, nhiều hình ảnh được truyền thông Trung Quốc đăng tải cho thấy cảnh ô tô di chuyển qua những con đường bị ngập nước. Cơ quan kiểm soát lũ lụt của Bắc Kinh còn cảnh báo thành phố này sẽ có mưa lớn nhất trong vòng 3 năm qua. Thông thường, Bắc Kinh ghi nhận lượng mưa khoảng 600mm mỗi năm. Tờ Thời báo Hoàn Cầu đưa tin Bắc Kinh đã đóng cửa nhiều điểm du lịch và phát cảnh báo khẩn cấp đến người dân khi thành phố này được dự báo sẽ hứng trận mưa có thể kéo dài 30 giờ đồng hồ, bắt đầu từ chiều nay. Kính thưa quý vị, rất nhiều quý khán thính giả và các bạn đã yêu cầu đến ban biên tập của chúng tôi cập nhật về tình hình dòng người di tản của Trung Quốc đang ở biên giới Lào, đã và đang như thế nào và sự việc bên trong đó có những sự việc gì cần phải tìm hiểu thì nên cung cấp cho quý khán, thính giả và các bạn được biết. Giờ đây là những thông tin mới nhất chúng tôi có được. Theo lời khuyến khích của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đích thân Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, làn sóng di dân Trung Quốc vẫn như nước tràn bờ tiến về biên giới Lào. Không phải ngẫu nhiên hàng chục triệu di dân này tìm đến biên giới Lào, bởi trước đó chính phủ Trung Quốc đã có lệnh cho người dân vùng bão lũ tùy nghi di tản. Thế nhưng, trong cái lệnh tưởng chừng như đơn giản, ngắn gọn này lại chứa đựng một âm mưu sâu xa của ông Tập Cận Bình. Trong khi người dân Trung Quốc đổ xô rời khỏi quê quán, họ cố gắng mang theo hành trang của mình nhẹ nhàng nhất có thể. Tuy nhiên, gia đình nào cũng cồng kềnh đủ mọi thứ để đủ sinh hoạt trong một chuyến đi. Khốn nỗi khi họ đã ra khỏi tỉnh thành để chuyển đến những nơi muốn đến, thì công an và quân đội Trung Quốc lại xua đuổi họ chạy về hướng Nam. Ông Chủ tịch Nhà nước Tập Cận Bình đã khuyến cáo người dân, Lào là một vùng đất hứa trong mơ của người dân Trung Quốc, nhưng ai cố tình di chuyển đi hướng Bắc sẽ bị bắt vào tù. Những di dân này khi đã ra khỏi nhà rồi, khác nào mũi tên đã được bắn ra khỏi dây cung. Bởi vậy, họ đành phải đâm lao mà theo lao, mặc dòng đời xô đẩy, bởi quay lại thì có đến 90 cái chết sẽ bị lũ cuốn trôi ra ngoài Biển Đông, hoặc là bị giới chức Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt bớ làm tù sai, cướp đi sự tự do của người dân. Vâng, chính quyền Trung Quốc đang cố gắng thực hiện những âm mưu lớn, đưa người Trung Quốc vào Lào một cách hợp pháp. Trước đó thì ông Tập Cận Bình đã cầu xin chính phủ Lào nhận 6 triệu di dân Trung Quốc, nhưng Lào vẫn đang họp bàn, chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Có vẻ như Tập Cận Bình tin rằng trước sức ép lớn đến từ Trung Quốc và Campuchia, trước sau gì Lào cũng phải nhận. Đây là cơ hội cho lực lượng tình báo Hoa Nam Trung Quốc xâm nhập vào Lào. Lực lượng này đã được đưa đến biên giới hai nước, lẩn trốn trong dòng người di dân đông như kiến. Tuy nhiên, kế hoạch này của ông Tập Cận Bình có vẻ như đang bị đổ bể từ bên trong bung ra. Bất kể cái gì ở nơi này cũng vậy, nếu tấn công từ trong ra ngoài hiệu quả sẽ rất cao. Một căn bệnh xuất phát từ bên trong cơ thể cũng nguy hiểm hơn ngàn lần là bị thương từ bên ngoài. Điều này có thể nói rằng mưu sự tại nhân mà thành sự thì tại thiên. Kế hoạch của Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản Trung Quốc quá chu đáo, thậm chí quá mức chu đáo. Khi những di dân vượt biển vào Lào còn được chính quyền Trung Quốc chu cấp cho mỗi đầu người 20.000 nhân dân tệ. Như chúng ta đã biết, sau khi cơn bão Cha Ba đổ bộ Trung Quốc vào những ngày đầu tháng 7, thì chính quyền Trung Quốc cho nổ đê sông Dương Tử để cứu lấy con đập Tam Hiệp đang chao đảo với mức nước trong hồ lên đến 179,7m. Tuy nhiên, họ cho phá bờ đê bằng thuốc nổ trong đêm lại không thông báo cho người dân, khiến hàng chục ngàn người dân vô tội bị nước lũ cuốn trôi rồi mất tích. Trong số hàng chục ngàn người thiệt mạng này có vô số là người thân của những người lính gián điệp Trung Quốc đang lẩn trốn trong dòng người di dân, chuẩn bị trà trộn vào Lào. Những người lính này nghe tin cả gia đình thiệt mạng, tâm lý ai cũng muốn trở về quê, thắp cho người thân một vài nén nhang. Nhưng lệnh của ông Tập Cận Bình là quân lệnh như sơn, không ai được rời khỏi hàng ngũ, quá bất mãn sẽ trở nên liều lĩnh. Những người lính này đã nổi loạn ở khắp khu vực biên giới Lào, trong đó ở hai khu vực Phong Thanh Cảng thành phố Đông Hưng giáp Móng Cái là lớn nhất. Chính vì vấn đề này, cái u nhọt trong cơ thể của ông Tập Cận Bình đã bộc phát, phá hỏng kế hoạch cực lớn của ông. Vâng, thưa các bạn, người Lào đâu có ngu si gì mà không nhận ra âm mưu thâm hiểm của người Trung Quốc. Tuy nhiên, muốn khước từ lời cầu xin từ ông Tập Cận Bình cho di dân vào Lào, thì Lào phải đưa ra được những thuyết phục cụ thể, cũng như là những bằng chứng tình báo của Lào cũng đóng giả di dân Trung Quốc xâm nhập vào dòng người này bên kia biên giới. Họ điều tra bằng cách nói chuyện với di dân Trung Quốc và cố tìm ra những tên gián điệp trá hình. Tuy nhiên, những tên gián điệp Trung Quốc không phải là những loại tầm thường. Chúng được đào tạo nhiều năm,
được quân đội sắp xếp nơi ở là những ngôi nhà sang trọng gần biên giới, cụ thể như ngôi nhà 3 tầng tại quận Giang Hy, thành phố Đông Hưng, giáp bờ sông đối diện với thành phố Móng Cái của Lào. Chỉ khi nào cửa khẩu Lào mở ra chúng mới ra khỏi nhà, hòa vào dòng người di dân để hòng có thể lẩn trốn sang Lào chúng ta. Thế nhưng, điều đó không qua được mắt những người tình báo của Lào cũng đang nằm vùng tại nơi đây, cung cấp và gửi thông tin đến Tổng cục 2 Tổng cục Tình báo của Lào. Hiện nay từ thành phố Đông Hưng của Trung Quốc giáp với Móng Cái, Lào chỉ có một chiều xe chạy và dòng người di chuyển từ phía Bắc lên, hầu như không có người từ biên giới đi về sâu trong đất liền. Những chiếc xe di chuyển theo chiều ngược lại đều bị các trạm kiểm soát của Trung Quốc xét rất kỹ. Họ sợ những tên gián điệp quay đầu trở về nhà khi nghe tin gia đình bị nước lũ cuốn trôi, không muốn sang Lào. Tuy nhiên, vào đêm qua, vẫn có những người lính của Trung Quốc vượt bằng đường sông định quay trở lại tỉnh Hồ Bắc thăm gia đình. Theo nguồn tin tình báo Lào cung cấp, 4 tên gián điệp của Trung Quốc này từ thành phố Đông Hưng đã ăn cắp một chiếc tàu đánh cá của ngư dân, chạy xuôi dòng sông Ca Long tính vượt ra ngoài biển để trở về Bắc Hải. Khi họ đi qua khu vực xã Vạn Ninh của Lào thì tàu cảnh sát biển của Trung Quốc phát hiện và đuổi theo. Một cuộc rượt đuổi như phim hành động trên dòng sông Ca Long diễn ra dưới ánh trăng mờ ảo. Những vệt đạn lửa sáng chói phát ra từ con tàu của hai phía. Trong khi đó, hai lính đặc nhiệm luồn sâu của Lào bên đất Trung Quốc đã chứng kiến cuộc đọ sức này. Trước đó, lệnh của Tổng cục 2 Tổng cục Tình báo đưa ra, nếu phát hiện những người lính gián điệp Trung Quốc bỏ trốn, lính quân báo Lào phải ra tay giúp đỡ họ. Đây là hành động gián điệp, phá vỡ kế hoạch do gián điệp xâm nhập vào Lào của Trung Quốc. Chính vì thế, hai quân báo của Lào bất ngờ bắn hoa quả Bi-41 vào hai tàu cảnh sát biển của Trung Quốc. Hai tiếng nổ lớn và hai cột lửa bốc lên giữa dòng sông Ca Long, biến hai con tàu cảnh sát biển Trung Quốc trong phút chốc trở thành đống than và chìm xuống dòng sông. Con tàu có 4 gián điệp Trung Quốc nhân cơ hội đó tăng tốc chạy trốn. Không biết khi đi sâu ra ngoài biển, họ có thể phát hiện ra được kỳ tích hay không, nhưng chắc chắn rằng họ không bao giờ hiểu được ai đã ra tay giúp đỡ họ bắn cháy tàu Trung Quốc. Họ càng không bao giờ hiểu được những người lính đó lại là lính quân báo Lào. Vừa rồi là những thông tin cuối trong bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. 109 con sông đang báo động lũ, Trung Quốc nín thở. Kính thưa quý vị, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hối thúc các địa phương đẩy mạnh nỗ lực kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai do lũ lụt nghiêm trọng ở miền Nam, ảnh hưởng đến hàng trăm ngàn người. Thủ tướng Lý Khắc Cường đã chủ trì họp thường trực chính phủ hôm vừa qua, yêu cầu tiếp tục triển khai công tác phòng chống lũ lụt, đảm bảo tài sản và tính mạng người dân. Tân Hoa Xã dẫn thông tin tại cuộc họp cho biết, mùa lũ năm nay hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ xuất hiện nhiều hơn ở Trung Quốc. Do đó, ông Lý Khắc Cường đề nghị hoàn thiện cơ chế phối hợp cảnh báo sớm và ứng phó khẩn cấp, tiếp tục làm tốt công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Song song đó, các địa phương tăng cường chuẩn bị lực lượng và vật tư để phòng chống lũ lụt ở khu vực miền Bắc sau khi mưa lớn đang có dấu hiệu chuyển dần từ phía Nam lên phía Bắc. Lũ lụt kỷ lục dự kiến xảy ra ở các khu vực phía Nam Trung Quốc trong ngày hôm nay khi mưa lớn đẩy mực nước ở đồng bằng sông Châu Giang lên mức cao nhất trong gần một thế kỷ. Lượng mưa lớn liên tục đổ xuống khu vực miền Nam Trung Quốc. Do ảnh hưởng của mưa, lưu lượng dòng chảy tại trạm Thạch Giác trên sông Bắc Giang thuộc tỉnh Quảng Đông đã đạt 18.500 m3 trên giây vào trưa nay, mức đo được cao nhất từ trước đến nay. China News ngày hôm nay đưa tin hơn 450.000 người ở thành phố Anh Đức, tỉnh Quảng Đông bị ảnh hưởng, hơn 1.200 người bị mắc kẹt và 36.000 người đã được sơ tán. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, kể từ chiều hôm qua khi mưa lũ bắt đầu, địa phương này thiếu nước sinh hoạt, bị mất điện, thông tin liên lạc bị gián đoạn. Thành phố Thiểu Quan là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, khiến các quan chức tỉnh Quảng Đông phải nâng cao cảnh báo lũ lụt lên mức cao nhất. Biểu đồ lượng mưa ở thành phố này đã lập mức kỷ lục vào cuối tháng trước. Một thành phố khác ở Quảng Đông là Thanh Viễn cũng đưa ra cảnh báo tương tự. Tại tỉnh Giang Tây ở phía Đông Nam, chính quyền đã đưa ra cảnh báo lũ lụt sau khi có 485.000 người ở chính huyện bị ảnh hưởng. Tân Hoa Xã cho biết khu vực này chịu thiệt hại về kinh tế 74,2 triệu đô la Mỹ với 48.300 ha cây trồng bị phá hủy. Đầu tuần này, chính quyền tỉnh Quảng Đông cho biết tỉnh này hứng chịu thiệt hại ước tính khoảng 1,9 tỷ nhân dân tệ, tương đương 284 triệu đô la Mỹ. Các quan chức địa phương cảnh báo tình hình có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn trong những ngày tới và mực nước ở lưu vực sông Châu Giang sẽ tiếp tục dâng cao.
Trên khắp miền Nam Trung Quốc, nước trên nhiều con sông đạt đỉnh. Tính đến 12 giờ ngày hôm qua, Trung Quốc vẫn còn 109 con sông có mực nước lũ vượt mức báo động, trong đó tập trung chủ yếu tại lưu vực sông Châu Giang, ở địa phận các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, Phúc Kiến, với mực nước vượt ngưỡng cao nhất lên tới gần 11 mét. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết lượng mưa trung bình ở các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến và Quảng Tây từ đầu tháng trước đến tháng này đạt 621mm, mức cao nhất kể từ năm 1961. Vỡ hồ chứa Hồ Pô Giang. Thưa quý vị, 31 ngày mưa bão nghiêm trọng liên tiếp đã phá vỡ kỷ lục, nhưng cuộc khủng hoảng thực sự chỉ sắp bắt đầu. Lũ lụt ở Trung Quốc năm nay hiện đã bước vào ngày thứ 31 của những trận mưa lớn liên tục. Mặc dù lượng mưa ở các khu vực lũ do sông Dương Tử chi phối đã chậm lại một thời gian ngắn kể từ hôm thứ Hai, nhưng tiềm năng nước từ thượng nguồn vẫn đang đổ vào hồ nước Pô Giang ở tỉnh Giang Tây. Cho đến chiều qua, khu vực ngập lụt của hồ Pô Giang vẫn còn trong tình trạng mở rộng liên tục. Theo thống kê do Cục Khí tượng Quốc gia Trung Quốc công bố ngày hôm qua, lưu vực sông Dương Tử trong thời gian qua liên tục có mưa lớn. Tính đến nay, các cảnh báo mưa lớn đã được đưa ra ở nhiều nơi trong 31 ngày liên tiếp. Trong số đó đã có 8 đợt mưa lớn trên diện rộng và 64% các quận và thành phố có khu vực đang trong tình trạng báo động thiên tai. Trong 31 ngày hiện tại của mùa mưa, lượng mưa trung bình tích lũy trên lưu vực sông Dương Tử là 152,3% so với mức trung bình của cùng kỳ năm trước và kỷ lục quan trắc cũng là cao nhất kể từ năm 1961. Nó nhỏ hơn 600cm của trận lũ năm 1998. Đó là thời kỳ quan trọng khi Trung Quốc sắp bước vào tình trạng lũ. Liệu tình hình thiên tai có còn tiến xa hơn? Nó cũng gây ra một mức độ căng thẳng cao trong chính quyền Trung ương. Cái gọi là 7 giảm và 8 tăng đề cập đến mùa mưa xảy ra trên khắp Trung Quốc như thường lệ hàng năm. Trong thời kỳ này, do lượng nước và không khí trong đất liền dồi dào và đối lưu mạnh, các vùng ven biển có thể bị bão tấn công và hoàn lưu ngoại vi của chúng, nên lũ lụt nghiêm trọng thường xảy ra ở nhiều nơi. Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, trước ngày hôm qua đã có một đợt giảm lượng mưa ở miền Nam Trung Quốc, đặc biệt là lưu vực sông Dương Tử. Ví dụ, Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, nối liền Thượng Lưu và Trung Lưu đang trên bờ vực lũ lụt vào tuần trước. Cuộc khủng hoảng đã tạm thời được giải quyết sau khi đỉnh lũ đi qua, vì vậy giống như sông Dương Tử ở Vũ Hán trong ảnh. Sau khi thời tiết dịu đi trong 2 ngày qua, sẽ có một số lượng lớn đám đông xem nước lạc quan khi chứng kiến thời tiết khắc nghiệt. Nhưng ở tỉnh Giang Tây, hạ lưu từ Vũ Hán, tình hình hiện tại không lạc quan như vậy. Ví dụ hồ Pô Giang, nơi có diện tích ngập lụt vẫn đang tiếp tục mở rộng, hiện đã bước vào cuộc chiến tiêu hao vì 10.000 kiểm soát lũ. Ngoài việc huy động khẩn cấp các tổ chức phòng thủ dân sự ở nhiều nơi, chính phủ Trung Quốc còn tuyên bố cao giọng hơn PLA đến rồi và chuyển 7.000 quân từ khu vực quân sự phía đông trong đêm, thề sẽ bảo vệ hồ Pô Giang với tất cả sức mạnh của nó. Tuy nhiên, theo dự báo thời tiết của Cục Khí tượng Trung Quốc, đợt mưa hiện tại sẽ chỉ kéo dài đến thứ Sáu. Từ ngày mai đến 3 ngày tới, lưu vực sông Dương Tử, đặc biệt là vùng Trung Lưu và Hạ Lưu hồ Pô Giang, một đợt mưa xối xả mới đổ bộ vào Dinh Lai. Và đỉnh điểm nghiêm trọng nhất dự kiến rơi vào khoảng ngày mai. Do đó, hồ Pô Giang, vùng nước đệm cuối cùng ở Hạ Lưu sông Dương Tử cũng sẽ gặp phải khủng hoảng lũ lụt nghiêm trọng hơn. Nhưng khi nào cơn mưa mùa hè năm nay mới dừng lại, ngay cả khi bạn đã gọi Seven Downs vẫn có edge up đến theo cách của bạn. Ngay cả khi ngày hôm nay đã qua vẫn có thể có bão dọc theo bờ biển phía đông nam hoặc đơn giản là gặp phải trạng thái bất thường do biến đổi khí hậu gây ra. Và cùng lúc đó, sau sông Dương Tử, sông Hoài Hà ở Hoa Bắc, sông Hắc Long Giang và sông Tùng Hoa ở Đông Bắc Trung Quốc cũng sẽ có nguy cơ cao bước vào mùa lũ. Trên thực tế, tình trạng lũ lụt nghiêm trọng hiện nay và năm nay không chỉ có ở Trung Quốc. Ví dụ như đảo Sulawesi ở miền đông Indonesia cũng báo cáo ít nhất 26 người chết và 18 người mất tích do mưa lũ và lũ lụt trong tuần này. Bangladesh đang bước vào mùa mưa ở Nam Á, nhưng bất ngờ gặp phải sự cố chỉ có một lần trong thập kỷ mưa lớn. Hơn 1/3 đất nước bị nhấn chìm, nhưng mùa lũ dường như chỉ mới bắt đầu. Cảnh báo đã được đưa ra 31 ngày khi nào mưa mới tạnh. Hiện tại, Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử đang trong thời kỳ có lượng mưa lớn nhất. Điều kiện khí tượng khu vực này trong thời gian tới sẽ như thế nào? Có mưa nhiều không? Yang Yanji, giám đốc Đài quan sát khí tượng Trung ương phân tích rằng trong những ngày tới, trên lưu vực sông Dương Tử sẽ có một đợt mưa mới. Phạm vi ảnh hưởng tương đối lớn. Ngoài lưu vực sông Dương Tử, từ Tây sang Đông nó cũng sẽ liên quan đến các khu vực như Yanghuai và Hongwei, mang lại mưa lớn hoặc mưa lớn cục bộ. Sau 4 ngày nữa, lượng mưa lớn ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử mới chấm dứt.
Nhìn chung, trong 2 tuần tới, lượng mưa nhiều hơn ở thượng lưu sông Dương Tử và lưu vực sông Hoài Hà. Ngoài ra, các nơi xuất hiện lũ ở trung và hạ lưu sông Dương Tử cần chú ý đến các rủi ro khí tượng của lũ lụt và thảm họa địa chất tại ngã ba của Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Thiểm Tây và Cam Túc và lưu vực sông Hoài Hà gây ra. Tại sao mực nước của hồ Cua Giang lại tăng nhanh như vậy? Là hồ chứa cuối cùng trước khi sông Dương Tử đổ về hạ lưu, mực nước hồ Cua Giang đã dâng cao do nhiều sông hội tụ và lượng mưa lớn liên tục. Mực nước nhiều trạm thủy văn khu vực hồ tiếp tục vượt mức cảnh báo. Theo số liệu quan trắc lúc 18 giờ ngày hôm qua, diện tích mặt nước chính của hồ Cua Giang và vùng phụ cận lên tới 4.306 km2, lớn nhất trong 12 năm qua. Các chuyên gia cho rằng, việc duy trì mực nước bình thường của hồ Cua Giang có vai trò hấp thụ và trữ lũ ở sông Dương Tử, rất có lợi cho sông Dương Tử và sẽ giảm thiểu rủi ro ở vùng hạ lưu sông Dương Tử. 1. Lý do địa lý, tỉnh Giang Tây được bao quanh bởi các dãy núi ở phía đông, tây và nam và đồng bằng hồ Cua Giang ở phía bắc. Địa hình này khiến hầu hết các con sông ở Giang Tây cuối cùng đổ vào hồ Cua Giang, khi năm hệ thống nước chính của hồ Cua Giang, Xinshui, Yangjiang, Fuhe, Tân Cương và Raohe cuối cùng chảy vào sông Dương Tử qua hồ Cua Giang. 2. Lý do mưa. Kể từ cuối tháng trước, miền Bắc Giang Tây và miền Trung Giang Tây đã hứng chịu những trận mưa xối xả liên tục, trong đó lượng mưa trung bình ở Nan Trang, Sang Rao và Yuyang đều đạt mức cao kỷ lục trong cùng thời kỳ. Trong thời gian từ 20 giờ ngày hôm qua đến 20 giờ ngày hôm nay, số hạt và thành phố ở tỉnh Giang Tây có mưa bão lớn lên tới 35 với phạm vi ảnh hưởng rộng lớn nhất kể từ kỷ lục khí tượng hoàn chỉnh vào năm 1961. Mưa lớn liên tục khiến mực nước hồ Cua Giang ngày càng dâng cao. 3. Nguyên nhân của sông Dương Tử. Chang Si-tao, thành viên Ủy ban chuyên gia của Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia và là cựu phó kỹ sư chính của Học viện Khoa học Thủy điện và Thủy điện Trung Quốc nói rằng hồ Cua Giang là một trong những hồ chứa của sông Dương Tử được kết nối thành một khối. Năm nay do lượng mưa lớn liên tục, mực nước sông Dương Tử dâng cao và hồ Cua Giang bị ngập. Ngoài ra, tuyến đường thủy nối hồ Cua Giang và sông Dương Tử rất đẹp. Theo số liệu, điểm hẹp nhất chỉ khoảng 3 km. Trong trường hợp lưu lượng sông Dương Tử lớn, việc xả lũ không đủ khiến mực nước hồ Cua Giang tiếp tục với mức cảnh báo. Hồ Cua Giang quan trọng như thế nào đối với việc kiểm soát lũ của sông Dương Tử? Có rất ít phụ lưu trong các khu vực mưa của sông Dương Tử, là hồ chứa cuối cùng trước khi sông Dương Tử đi vào vùng hạ lưu. Hồ Cua Giang đóng một vai trò to lớn trong việc kiểm soát lũ lụt ở hạ lưu sông Dương Tử. Chen Xiang Tao giới thiệu rằng nếu không có hồ Cua Giang, năm vùng nước của các sông Xinshui, Nanje, Fuhe, Tân Cương và Raohe ở Giang Tây sẽ trực tiếp đổ vào sông Dương Tử và áp lực kiểm soát lũ ở hạ lưu sẽ còn lớn hơn. Do đó, sau khi năm vùng nước được điều tiết và tích trữ bởi hồ Cua Giang và sau đó được bơm vào sông Dương Tử, nó sẽ trở nên tương đối êm và áp lực kiểm soát lũ ở hạ lưu sẽ giảm xuống. Do đó, việc duy trì mực nước bình thường của hồ Cua Giang đóng vai trò hấp thụ và trữ lũ ở sông Dương Tử rất có lợi cho sông Dương Tử và cũng sẽ giảm thiểu rủi ro ở vùng hạ lưu sông Dương Tử. Đối mặt với trận lụt siêu lịch sử, lần này khác với năm 1998 như thế nào? Gần đây, mực nước hồ Cua Giang, hồ nước ngọt lớn nhất ở nước tôi đã phá vỡ giá trị cực đoan lịch sử kể từ khi kỷ lục thủy văn bắt đầu. Lưu vực hồ Cua Giang đang phải đối mặt với tình trạng kiểm soát lũ lụt nghiêm trọng nhất kể từ năm 1998. Dữ liệu lớn cảnh báo sớm, đo dòng radar, lưu trữ lũ vùng cực một chiều. Trước những trận lũ dữ dội hay thậm chí là dữ dội hơn, điểm khác biệt là các chiến thuật chống lũ được nâng cấp, các vật tư ứng cứu khẩn cấp được sử dụng rộng rãi và việc phản hồi có khoa học hơn. Sáng nay, một tình huống nguy hiểm đã xảy ra trên bờ kè sông Trường Giang ở thị trấn Cua Giang, Yu Yingheng, chứng kiến hơn 200 cảnh sát vũ trang và binh sĩ cùng dân quân gấp rút ra cố bờ sông càng sớm càng tốt. Dân làng ngay lập tức được di chuyển đến khu vực an toàn. Phản ứng khẩn cấp nhanh hơn và việc chuẩn bị vật chất tại khu vực tái định cư đã có một bước nhảy vọt về chất so với năm 1998. Trước trận lũ, chính quyền địa phương đã thành lập các trường học và trung tâm sinh hoạt của dân làng đã nghỉ lễ trước để làm điểm tái định cư khẩn cấp, trang bị mì gói, nước khoáng, chiếu chống ẩm, chiếu đồ dùng vệ sinh cá nhân, thuốc men. Ngày hôm qua, các em ăn ở khu tái định cư. Cùng ngày, dân làng ở thị trấn Cua Giang, huyện Cua Giang, tỉnh Giang Tây, những người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt đã được chuyển đến nhiều khu tái định cư tập trung. Tại khu tái định cư của trường trung tâm may dây ở hạt Cua Giang, trong vòng 10 giờ sau khi nhận nhiệm vụ, các tình nguyện viên và nhân viên đã bố trí 28 phòng học cho dân làng di rời đủ chỗ cho 519 người và phân phát nệm ga gối, bữa trưa dạng hộp, nước uống.
Vào sáng ngày hôm qua, hơn 500 người dân làng Quý Hồ, thị trấn Po Giang, huyện Po Giang đã được khẩn cấp chuyển đến một trường tiểu học ở quận Lỵ để tái định cư tập trung. Để cho dân làng uống nước nóng, các nhân viên đã dựng tạm một phòng đun nước sôi. Vào buổi tối, dân làng xếp hàng để nhận hộp cơm trưa của họ. Ông Hoàng Sinh Trang, 58 tuổi, mở ra xem và thấy có thịt lợn xé sợi với ớt xanh, bí đỏ chiên kết hợp giữa thịt và rau. Tôi không muốn một người dân nào phải di rời và tôi hy vọng lũ lụt sẽ rút đi càng sớm càng tốt, nhưng chúng tôi cũng sẵn sàng chiến đấu với một cuộc chiến kéo dài, ủy ban cho biết. Sơn Tây, tỉnh sản xuất than lớn nhất Trung Quốc, gần đây đã phải hứng chịu những trận mưa lớn trong nhiều ngày, khiến 27 mỏ than ở tỉnh này phải ngừng sản xuất. Trung Quốc gần đây đã rơi vào tình trạng thiếu điện. Chính phủ đã cắt điện trên diện rộng ở nhiều nơi, nguồn cung than không đủ và giá than tăng cao. Việc đóng cửa các mỏ than ở Sơn Tây được cho là sẽ khiến cuộc khủng hoảng năng lượng của Trung Quốc trở nên tồi tệ. Kể từ ngày đầu tháng, tỉnh Sơn Tây đã có mưa trong nhiều ngày và chính quyền địa phương đã liên tiếp đưa ra cảnh báo rủi ro khí tượng đối với các thảm họa địa chất và núi lửa và cảnh báo màu xanh lam cho mưa lớn. Tính đến 8 giờ ngày hôm nay, 27 hồ chứa trên địa bàn tỉnh đã vượt mực nước an toàn, có 10.704 người phải di rời, 27 mỏ than, 99 mỏ phi than, 7 công ty hóa chất nguy hại và 231 công trình đang được xây dựng đã bị đình chỉ, 74 danh lam thắng cảnh đã bị đóng cửa. Văn phòng Sở Chỉ huy tình trạng khẩn cấp về thảm họa địa chất lớn tỉnh Sơn Tây vừa phát đi thông báo cho biết do lượng mưa lớn tính đến ngày hôm nay, các thành phố Jinjiang, Liliang và Lifeng đã liên tiếp xảy ra các thảm họa địa chất như sạt lở đất, gây thương vong. Sau khi tham khảo ý kiến của các quan chức, nó đã được quyết định bắt đầu ứng phó khẩn cấp thảm họa địa chất cấp độ 3. Năm nay, Sơn Tây sẽ trở thành tỉnh thứ hai của Trung Quốc trong lịch sử, với sản lượng hàng năm hơn 1 tỷ tấn sau Nội Mông. Sản lượng than của Sơn Tây và Nội Mông năm nay lần lượt là 1,263 tỷ tấn và 1,101 tỷ tấn, chiếm 53,7% tổng sản lượng của Trung Quốc. Trung Quốc chỉ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng cắt điện vào cuối tháng 9. Hậu quả là một trận lũ lớn ở Sơn Tây vào đầu tháng 10 đã khiến nhiều mỏ than phải tạm thời đóng cửa. Tuy nhiên, đã khiến thị trường hoang mang, gia tăng để giảm bớt sức khủng hoảng thiếu hụt. Lũ lụt ở Sơn Tây đã ảnh hưởng đến hơn 1,9 triệu người trong vài ngày qua, khiến 62 mỏ than phải đóng cửa tại một thời điểm. Tuy nhiên, China News Network chỉ ra rằng chỉ có 4 chiếc còn lại vẫn chưa được sản xuất, những chiếc còn lại đã lần lượt tiếp tục hoạt động. Vì 70% sản lượng điện của Trung Quốc đến từ sản xuất nhiệt điện, nên các mỏ than đã trở thành một mặt hàng rất quan trọng. Trước đây, Trung Quốc đã giảm sản lượng khai thác than để giảm lượng khí thải carbon, nhưng do cuộc khủng hoảng cắt giảm điện năng, hiện Trung Quốc đòi hỏi nỗ lực toàn lực để tăng sản lượng. Sơn Tây sản xuất 1/3 tổng số mỏ than ở Trung Quốc. Do tình trạng tiết kiệm điện, một số lượng lớn doanh nghiệp buộc phải cắt điện vào cuối tháng 9 và các biện pháp cắt giảm điện khác làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Điều mấu chốt của việc phân bổ điện này nằm ở việc Ủy ban Cải cách và Phát triển Trung ương Trung Quốc đã chỉ định 10 tỉnh vào tháng 8 để giảm tiêu thụ điện không đạt tiêu chuẩn và chính quyền địa phương đã thực hiện các biện pháp cực đoan để cắt điện và cắt điện để đáp ứng các tiêu chuẩn ngay lập tức. Khu vực duy nhất ở Trung Quốc hạn chế cấp điện cho người dân. Mưa lớn ở Hồ Nam khiến 15 người chết, 7 người mất liên lạc và 1,89 triệu người bị ảnh hưởng. Tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc mưa liên tục từ cuối tháng vừa qua. Từ mấy ngày nay, trận mưa lớn nhất và dài nhất trong năm nay đã xảy ra. Tính đến ngày hôm nay, ít nhất 15 người thiệt mạng và 7 người mất liên lạc. Số nạn nhân lên tới 1,89 triệu người và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 4,274 tỷ nhân dân tệ, khoảng 18,9 tỷ đô. Theo thông cáo báo chí từ chính quyền tỉnh Hồ Nam, đợt mưa này gần như lan rộng ra toàn tỉnh với lượng mưa trung bình là 97,9mm, với đỉnh điểm là 189,7mm ở Xiangxi Tuya và Miao Autonomous Prefecture. Cục khí tượng tỉnh Hồ Nam chỉ ra rằng bắt đầu từ tháng 6, Hồ Nam đạt 180,7mm, gần gấp đôi so với các năm trước. Các nhà chức trách đã phát động công tác kiểm soát lũ lụt và kích hoạt cơ chế cảnh báo sớm thiên tai. Tính đến ngày hôm nay, tổng cộng có 296.000 người đã được sơ tán. Theo dự báo thời tiết, lượng mưa ở tỉnh Hồ Nam đã tạnh ráo. Trong 2 tuần tới, lượng mưa sẽ nhiều hơn ở phía Nam và ít hơn ở phía Bắc. Mưa Meiyu tấn công vào 18 quận và thành phố ở Đài Loan đã ban hành cảnh báo đặc biệt về mưa lớn. Lượng mưa tức thời cũng gây ra nhiều thảm họa ở quận Miaoli vào chiều nay và lở núi đã xảy ra. Một tảng đá đã sụp đổ từ bức tường núi ở phía đông tuyến Gongguan Xintai 72, tuyến 126 ở thị trấn Chowa cũng bị sập nghiêm trọng. Tuyến 124B ở Miao cũng bị mưa lớn cuốn trôi. Chính quyền quận Miaoli và cảnh sát cũng nhắc nhở người dân cẩn thận khi lên núi.
cảnh sát cho biết cách tuyến 72 gông Quan Thai ở huyện Miaoli theo hướng Daehu 27,4 km về phía đông vào khoảng 4 giờ chiều nay, một vụ sạt lở đất bất ngờ xảy ra khiến giao thông một chiều bị gián đoạn, đơn vị tháo dỡ chướng ngại vật. Tại km 25-30, 126 County Road, Togu Township, Miaoli County cũng xảy ra một vụ sập nghiêm trọng vào khoảng trưa nay. Một lượng lớn đất đá từ trên dốc rơi xuống khiến giao thông hai chiều bị gián đoạn. Ngoài ra, tuyến Miao 124B cách 6,6 km, đường bên ngoài Nan Quang, Linh Duang, do mưa quá nhiều làm sạt lở dốc đất đá. Dòng bùn chảy dốc rách trộn lẫn với đất đá, cây cối, rừng tre đổ rạp trên đường và ngay cả đèn đường cũng bị cuốn trôi. Cảnh sát lập tức đóng đường và tiến hành kiểm soát giao thông sau khi được trình báo. Trận động đất mạnh 9,18 độ Richter, 417 trường học ở Đài Loan bị hư hại và thiệt hại ước tính khoảng hơn 63,01 triệu nhân dân tệ. Cao Hùng có nhiều nhất là 93 trường học. Các trận động đất mạnh trong nhiều ngày qua đã gây ra các vết nứt trên tường và sập trần ở nhiều trường học trên khắp Đài Loan. Theo thống kê của Bộ Giáo dục, có tổng cộng 417 trường học bị ảnh hưởng bởi thảm họa và ước tính thiệt hại khoảng 63,01 triệu nhân dân tệ. Thiệt hại chủ yếu ở phía Nam và phía Đông, trong đó Cao Hùng nhiều nhất có 93 trường học, tiếp theo là Hoa Liên và Đài Đông. Theo Bộ Giáo dục, tính đến 3 giờ chiều ngày hôm qua, có tổng cộng 417 trường học bị ảnh hưởng bởi trận động đất, bao gồm 93 trường ở thành phố Cao Hùng, 46 trường ở huyện Hoa Liên, 43 trường ở huyện Đài Đông, 36 trường ở Tân thành phố Đài Bắc, 27 trường ở thành phố Đài Bắc, 24 trường ở thành phố Đài Nam, 19 trường ở quận Bình Đông, 18 trường ở thành phố Đài Trung, 18 trường ở quận Gia Nghĩa, 17 trường ở quận Miaoli, 15 trường ở thành phố Đào Viên, 14 trường ở quận Tân Trúc, 13 trường ở quận Vân Lâm, 12 trường ở quận Nam Đầu, 9 trường ở quận Trường Hoa, 6 trường ở quận Gia Lan, 5 trường ở thành phố Tân Trúc, 1 trường ở thành phố Keelung và quận Peng Hu. Theo báo cáo thống kê về thiệt hại do thiên tai đối với trường học các cấp trong trận động đất 9,18 độ Richter, ước tính thiệt hại ban đầu là hơn 63,01 triệu nhân dân tệ. Nếu chia số lượng thiệt hại cho các quận và thành phố thì khoảng 14 triệu nhân dân tệ trong huyện Đài Đông và khoảng 10,54 triệu nhân dân tệ ở thành phố Cao Hùng. Xếp thứ 3 là huyện Bình Đông với khoảng gần 6,9 triệu nhân dân tệ. Ba trường học bị thiệt hại do thiên tai hàng đầu ở tất cả các cấp ở Đài Loan là Công nghiệp và Thương mại Quốc gia Wushan, huyện Đài Đông, với thiệt hại do thiên tai là 7,95 triệu nhân dân tệ. Trường Trung học Quốc gia Gia Lan, huyện Gia Lan, với thiệt hại thiên tai là 6,3 triệu nhân dân tệ. Trường Tiểu học Nam Hưng, huyện Gia Nghĩa, với thiệt hại do thiên tai là 336 triệu. Cục Thương mại và Công nghiệp Quốc phòng Gunsan của huyện Đài Đông chịu thiệt hại nặng nề nhất. Trận động đất đã gây ra thiệt hại cho các thiết bị máy tính, tường của các tòa nhà trong khuôn viên trường bị nứt nghiêm trọng và trần nhà bị sập. Hơn nữa, tại trường Trung học Quốc gia Gia Lan ở huyện Nghi Lan, trần nhà của trung tâm hoạt động đã bị đổ, tấm che nắng bị vỡ và ngay cả sân bóng rổ cũng có vết nứt trên mặt đất. Trường Tiểu học Nam Hưng ở huyện Gia Nghĩa xếp thứ 3, dầm cột và tường của một số phòng học và tòa nhà văn phòng bị nứt, hàng rào phía tây bị nứt. Bộ Giáo dục cho biết số tiền trên chỉ là ước tính sơ bộ và với các báo cáo tiếp theo về khắc phục hậu quả thiên tai, con số thiệt hại sau thiên tai có thể tăng thêm. Khi khắc phục hậu quả sau thảm họa, các trường có thể điền vào hệ thống an ninh trường học của Bộ Giáo dục theo số lượng đánh giá chính xác sẽ được cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền kiểm tra và xác nhận, báo cáo với nhân dân điều hành. Bộ Giáo dục cũng chỉ ra rằng, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc báo cáo thiệt hại do thiên tai của các trường học trên cả nước, Trung tâm An toàn Trường học của Bộ Giáo dục đã mở hệ thống thông báo về thiệt hại do thiên tai và đình chỉ học, và trường có thể báo cáo bất cứ lúc nào. Tòa nhà Hualien Julie bị sập, cầu bị vỡ và bị phá hủy Su Wenwei. Vào ngày hôm qua, tòa nhà cửa hàng tiện lợi ở thị trấn Julie Hualien bị sập do động đất. Thống đốc huyện Hoa Liên Yu Shengwei và nhà lập pháp Fu Kunqi cũng đã đến thăm địa điểm này vào ngày hôm nay. Su Shengwei cho biết đã được sự đồng ý của chủ sở hữu và công việc phá dỡ sẽ hoàn thành trong ngày hôm nay và con đường ở giao lộ sẽ được trải nhựa lại. Cần phải điều tra thêm để xác định xem tòa nhà có liên quan đến việc xây dựng bất hợp pháp và có nguy cơ bị lạ hóa hay không.
Su Chengwei nói rằng tòa nhà bị sập là một tòa nhà 3 tầng rưỡi đã được sự đồng ý của chủ sở hữu. Công việc phá dỡ sẽ hoàn thành trong ngày hôm nay và những con đường bị ảnh hưởng gần đó cũng sẽ được trải nhựa lại. Hy vọng để khôi phục lại diện mạo của thị trấn Juli càng sớm càng tốt, cho phép người dân tiếp tục cuộc sống hàng ngày của họ. Về việc liệu tòa nhà có vi phạm pháp luật hay nguy hiểm cho người già hay không, điều đó vẫn còn được làm rõ. Su Zhenghui cũng cho biết hiện tại cầu Giaoli và cầu Lutian đã bị hỏng, thậm chí cầu Chenfu cũng rất nguy hiểm và đây là những con đường giao thông quan trọng cho mọi người đi lại vào các ngày trong tuần. Bộ Giao thông Vận tải và các đơn vị có thể đến hiện trường sớm nhất để hỗ trợ phá dỡ, xây dựng lại nếu không có thể ảnh hưởng đến an toàn đường dân sinh và khiến các ngành công nghiệp địa phương gặp khó khăn. Về 60 ngọn núi đá và ngọn núi Chike bị thiệt hại nặng nề do thảm họa, Chu Chen-wen cho biết văn phòng thị trấn và Tổng cục Đường Cao Tốc hiện đã cử máy móc hạng nặng vào và tiếp tục di chuyển. Cảm ơn các homestay và nhà dân địa phương đã giải phóng không gian. Ngoài ra, Lin Justin, tránh thanh tra văn phòng công tố quận Hoa Liên chỉ ra rằng văn phòng công tố quận đã giao cho các công tố viên đặc biệt tìm kiếm và điều tra thiệt hại đối với các cơ sở công cộng do trận động đất gây ra, đồng thời liên hệ với các đơn vị liên quan để bảo quản bằng chứng làm rõ nhiệm vụ. Mưa siêu lớn, 10 xe ô tô và 23 trại viên đã sơ tán an toàn do nước dâng ở dãy núi Yalan. Kính thưa quý vị và các bạn, bị ảnh hưởng bởi gió Đông Bắc, Cục Khí tượng hôm nay đã ban hành một báo cáo đặc biệt về mưa siêu xối xả ở Nghi Lan, nhắc nhở công chúng chú ý đến sạt lở đất và các dòng nước dâng. Tuy nhiên, một số người phát hiện ra rằng con lạch King Shui bên cạnh công viên điện nhiệt King Shui ở Yalan bị phình do mưa lớn. Và 66 người trong 27 phương tiện cắm trại trên lòng lạch đã bị mắc kẹt. Một trong những chiếc RV đã bị cuốn trôi và mắc kẹt trên lòng lạch. Cảnh sát đã điều động những tay máy lạ để thay đổi mực nước vào buổi chiều và 23 người trên 10 phương tiện đã di tản ra ngoài an toàn. Sở Cứu Hỏa huyện Nghi Lan nhận được tin báo vào lúc 9 giờ 30 phút sáng nay. Một số người dân phát hiện có người cắm trại ở công viên điện nhiệt King Shui nhưng không ngờ họ bị mắc kẹt trong lòng lạch do dòng nước dâng. Cảnh sát ngay lập tức chạy đến ứng cứu và phát hiện có tổng cộng 17 phương tiện và 43 người bị mắc kẹt. Tuy nhiên, trại viên cho biết hiện tại an toàn và thực phẩm an toàn, không cần cứu hộ. Họ có thể tự bỏ đi khi suối bị lún. Cũng có trại viên bị mắc kẹt ở một khu vực khác và họ cũng báo cảnh sát rằng họ không cần sự giúp đỡ. Sau đó, một trong số 17 ô tô và 43 người đậu chiếc xe SUV màu đỏ cạnh suối cũng bị dòng nước cuốn trôi. Rất may chủ xe không có mặt trên xe và được một người bạn đưa vào bờ an toàn, nhóm di tản đến nơi cao hơn. Tứ Xuyên gặp trận lụt lớn nhất trong 12 năm, 120.000 người phải sơ tán và mưa lớn ập đến Bắc Kinh và Hà Bắc. Tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc, những ngày gần đây mưa rất to, chính quyền địa phương đã khẩn trương kích hoạt cơ chế kiểm soát lũ lên cấp 3. Theo dự báo thời tiết, sẽ có nhiều mưa hơn trong vài ngày tới. Theo chính quyền tỉnh Tứ Xuyên, mực nước của 24 con sông ở Tứ Xuyên đã dâng cao kể từ ngày hôm qua và trận lũ do lượng mưa cuối tuần gây ra đã ảnh hưởng đến diện tích cây trồng 46.000 ha, trong đó có 5.000 ha diện tích không thu hoạch. 659 ngôi nhà bị sập hư hỏng nặng, 1.059 ngôi nhà thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 2,15 tỷ nhân dân tệ, khoảng 9,285 tỷ đô la. Cho đến nay, không có thương vong nào được báo cáo. Các nhà chức trách đã sơ tán 129.902 người cho đến nay. Các thảm họa chính hiện đang tập trung ở khu vực phía Bắc Tứ Xuyên, ảnh hưởng đến Baiyong, Daju, Quảng An và các thành phố khác. Theo ước tính của Cục Thủy văn Daju Tứ Xuyên, vào lúc 16 giờ ngày hôm qua, một đỉnh lũ đã xảy ra tại trạm Sơn Xui, dòng chính của sông Qingyang ở huyện Khu Daju với tốc độ dòng chảy là 23.700 m3 trên giây. Đây là trận lũ lớn nhất kể từ trận lũ năm 2011 ở lưu vực sông Qingyang. Chính quyền tỉnh Tứ Xuyên cho biết họ có thể đối phó với lũ lụt một cách bình tĩnh hơn. Nhiều biện pháp khác nhau bao gồm việc thành lập trụ sở phòng chống lũ lụt lưu vực sông Kanan tỉnh vào tháng 9 năm 2014 và hồ chứa Yongja Dong sẽ đóng cửa năm nay để lưu trữ 30 triệu mét khối nước lũ để đủ 60 triệu mét khối nước lũ lưu trữ. Ngoài ra, theo kế hoạch kiểm soát lũ lụt cho lưu vực sông Kuya ở tỉnh Tứ Xuyên được xây dựng vào năm 2012, đến năm 2030, 10 hồ chứa lớn và 2 hồ chứa cỡ vừa sẽ được xây dựng ở lưu vực sông Kuya và 1.211 km kè sẽ được xây dựng trong vài năm tới. Việc bổ sung các dự án bảo tồn nước xương sống có thể kiểm soát được lưu vực sông Kuya lũ lụt sẽ được giảm bớt.
hiện Tứ Xuyên đã hạ mức báo động từ cam xuống vàng, tuy nhiên vẫn duy trì mức cảnh báo đối với vùng Đông Bắc Tứ Xuyên. Ngoài Tứ Xuyên, theo báo cáo của China News Network, Bắc Kinh cũng đã hứng chịu trận mưa lớn hơn 80mm kể từ 6 giờ chiều ngày hôm qua, dự kiến Hà Bắc, Bắc Kinh, Thiên Tân, Sơn Đông, Nam Hà Nam và các khu vực khác sẽ có mưa lớn trong khu vực. Bão và mưa lớn đã gây ra thảm họa. Bão kéo theo mưa xối xả mấy ngày liền, tuyến đường sắt Đài Loan, Bình Tây không xảy ra tai nạn sập đá tảng cho đến 4 giờ sáng hôm nay. Phải đến 10 giờ 50 phút mới sửa chữa xong, chạy xe bình thường đã được nối lại. Tuy nhiên, đã xảy ra một vụ tai nạn khác do sạt lở đất trên dốc vào khoảng 12 giờ trưa. Rất may không có thương vong, 14 hành khách trên tàu đã được chuyển sang vận tải hành khách đường bộ. Hiện tuyến đường giữa Sifan và Jintong đang tạm thời bị phong tỏa và đường sắt Đài Loan đang được sửa chữa khẩn cấp. Chuyến tàu địa phương số 4821 tuyến Pingxi của đường sắt Đài Loan lúc 12 giờ 20 phút giữa Lingjiao và Wangku đã va chạm với một hòn đá rơi trên sườn dốc. Đường sắt Đài Loan cho biết, sau khi kiểm tra sơ bộ tài xế, nguyên nhân vụ tai nạn giống như vụ tai nạn sáng sớm, 4821 lượt đã được trả lại ga Pingxi và 14 hành khách đã chuyển sang kết nối hành khách trên đường cao tốc. Tuyến đường giữa Sifan và Jintong tạm thời bị chặn, kết nối đường cao tốc giữa hai ga được kích hoạt và tàu đi vào tuyến Pingxi sẽ quay trở lại ga Sifan. Trên tuyến tàu thứ 4821 trên tuyến Pingxi của đường sắt Đài Loan, nó đã va phải một tảng đá ở một sườn dốc. Ngoài ra, đường sắt Đài Loan cũng chỉ ra rằng xem xét sự bất ổn hiện tại của các sườn dốc của tuyến Pingxi, tuyến này sẽ bị chặn với cảnh báo sớm sau trưa nay và các chuyến tàu sẽ bị tạm dừng. Vị trí tảng đá xảy ra chỉ cách vị trí tảng đá sạt lở vào buổi sáng hơn 9m và cả hai đều thuộc sườn dốc trong khu vực bị nứt nẻ địa chất. Do ảnh hưởng của bão và mưa lớn liên tục xảy ra tại khu vực này, theo nhận định độ dốc tại đây vẫn chưa ổn định. Để đảm bảo an toàn cho việc lái xe, tuyến đường giữa Sifan và Jintong đã được phong tỏa để cảnh báo sớm. Đường sắt Đài Loan cho biết thêm, có tính đến sự an toàn của nhân viên và thiết bị sửa chữa khẩn cấp. Việc sửa chữa khẩn cấp sẽ được tiến hành sau khi mưa gió tạnh. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra chi tiết các con dốc ở đoạn này trước khi lao qua. Sau khi nhận định điều kiện môi trường đảm bảo an toàn, chúng tôi sẽ thông xe trở lại, có thể gây bất tiện cho hành khách. Rất tiếc vì sự bất tiện này. Mưa bom nổ phía Bắc Đài Loan và Yalan để ngăn mưa siêu lớn. Trước ảnh hưởng của gió Đông Bắc, Cục Khí tượng Trung ương đã phát đi bản tin đặc biệt về mưa lớn sáng nay, có mưa to cục bộ hoặc mưa to ở vùng núi huyện Nghi Lan, có khả năng xảy ra mưa lớn cục bộ trên bờ biển phía Bắc của Kelung và vùng núi của Đại Đài Bắc. Cục Khí tượng nhắc công chúng chú ý đến cơn mưa lớn bất ngờ, cẩn thận với lở đất, lở đá và nước dâng. Ngoài ra, Cục Khí tượng của Cục Khí tượng cũng đã phát đi thông báo cảnh báo phòng chống thiên tai dông bão lớn cho huyện Nghi Lan, bao gồm các thị trấn Yuanshan, Shangxing Township, Datong Township, Nanan Township, Shuang Township và Dongshan Township đều trong phạm vi cảnh báo. Sở Tài nguyên nước đã ban hành cảnh báo lũ lụt cấp độ 1 cho thị trấn Shangxing và thị trấn Đông Sơn ở huyện Yilan. Về lượng mưa, Cục Khí tượng thống kê cho thấy từ 12 giờ trưa đến 5 giờ sáng hôm nay, lượng mưa tích lũy ở núi Siamao, Yilan đã đạt 342mm và sông Hanxi khác là 266,5m. Sinilao và Shangxing cũng vượt quá 160mm. Về thời tiết, Weather Brings cho biết nhiệt độ ở phía Bắc Đài Loan và nửa phía Đông mát hơn. Các khu vực miền Trung và Nam có thể duy trì thời tiết tương đối nhiều mây và ổn định khi trời nắng, nhưng cần chú ý đến sự thay đổi nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm. Vùng núi có mưa rào vài nơi, trưa chiều trời nắng. Từ thứ hai, do vùng lân cận Đài Loan chuyển sang môi trường gió đông, nửa phía Tây sẽ vẫn có nắng và nhiều mây và sẽ có mưa rào ngắn ở vùng núi vào buổi chiều. Đài Bắc lớn dần sẽ trở lại với thời tiết ổn định hơn và nhiệt độ sẽ tăng cao hơn. Nửa phía Đông sẽ tiếp tục là phía đón gió và lượng mưa sẽ giảm nhiều hơn do hơi nước giảm từng ngày sau thứ hai tới. Mưa xối xả máy bay PLA và sẽ tiếp tục cử thêm 15 máy bay PLA đến gây rối.
Bộ Quốc phòng cho biết tính đến 5 giờ chiều nay, Trung Quốc đã điều 15 máy bay PLA và 4 tàu chiến tiếp tục xâm phạm không phận của chúng ta. Quân đội quốc gia Trung Quốc ngay lập tức sử dụng các máy bay, tàu chiến và hệ thống tên lửa bờ đã giám sát chặt chẽ và ứng phó. Theo cập nhật quân sự thời gian thực của Bộ Quốc phòng, tính đến 5 giờ chiều nay, Trung Quốc đã điều tổng cộng 15 máy bay PLA, trong đó có 2 máy bay đã vào vùng trời Tây Nam, trong đó có 2 máy bay J-16 và 4 tàu chiến đã xâm nhập vào các khu vực xung quanh eo biển Đài Loan. Trước sự việc này, không quân Trung Quốc lập tức cử lực lượng tuần tra đường không đáp trả. Tên lửa phòng không truy đuổi, theo dõi rồi phát đi. Theo thống kê cập nhật quân sự theo thời gian thực của Bộ Quốc phòng, kể từ hôm qua, máy bay của PLA đã liên tục xâm phạm vùng trời Tây Nam nước ta trong 25 ngày. Siêu bão Noru vừa đổ bộ vào đất liền của miền Trung nước ta được nhận định là cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây. Khi cơn cuồng phong qua đi, những gì còn sót lại là đống đổ nát và cả một vùng hoang tàn đến đau thương. Câu chuyện một chủ tiệm vàng ở Quảng Trị không may bị bão cuốn bay hết tài sản đã khiến dư luận xôn xao, ai cũng không khỏi xót xa cho hoàn cảnh trớ trêu của gia đình này. Bão Noru chưa vào, tiền vàng theo cơn lốc bay tứ tung. Tôi cố níu không được. Vào khoảng 15 giờ 2 ngày trước thời điểm bão Noru đổ bộ, một trận lốc xoáy đã bất ngờ quét qua khu phố 3 thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Theo thống kê sơ bộ, cơn lốc đã khiến 180 hàng quán và 120 nhà bị bay, tốc mái đổ sập và 4 người bị thương. Một ngày sau trận lốc xoáy kinh hoàng, những tiểu thương và người dân tại khu vực chợ Cửa Việt, huyện Gio Linh vẫn chưa hết bàng hoàng. Một trong những hộ chịu thiệt hại nặng nề nhất sau trận lốc xoáy nói trên là vợ chồng anh Hoàng Tiến sinh năm 1980 và chị Ngô Thị Hải Yến sinh năm 1986, trú tại khu phố 3 thị trấn Cửa Việt, chủ tiệm vàng Phước Thịnh tại chợ Cửa Việt. Thất thần bên cửa tiệm nhỏ ngổn ngang đổ vỡ, anh Hoàng Tiến nghẹn ngào cho biết, hay tin bão vào nên anh chủ động dọn dẹp gia cố nhà cửa để về tránh bão. Tuy nhiên, cơn lốc xoáy ập đến bất ngờ khiến anh trở tay không kịp. Trận lốc xoáy đã cuốn đi của vợ chồng anh Tiến một lượng lớn vàng, bạc và tiền mặt. Tổng thiệt hại mà anh ước tính là gần 500 triệu đồng. Anh Tiến bàng hoàng kể lại, tôi cứ nghĩ bão tối mới vào, lúc đó gió nhẹ và tôi đang dọn dẹp lại thì bất ngờ có lốc xoáy. Chỉ trong mấy phút gió lốc cuốn hết mái tôn ở chợ, thổi bay mấy tủ vàng bạc trước cửa tiệm vàng rồi tiền bay tứ tung. Tôi cố níu giữ nhưng không được, còn bị thương ở tay nên phải bỏ cuộc chạy lấy người. Tôi tưởng đơn giản, ai ngờ lại tan hoang thế này. Giờ nhà tôi chưa thống kê được số vàng trang sức bị lốc cuốn bay. Tay tôi bị thương phải khâu 25 mũi nên hôm qua vào viện luôn. Sáng nay tôi sẽ qua cửa hàng vàng để dọn dẹp và tiếp tục tìm kiếm số vàng trang sức bị mất. Mặc dù mưa lớn thế nhưng với tinh thần tương trợ nhau lúc hoạn nạn, trong buổi chiều tối ngày hôm đó, rất đông người dân tại thị trấn Cửa Việt đã chạy đến khu vực vừa xảy ra lốc xoáy để hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu, khắc phục hậu quả trước mắt. Trong đó có hàng chục người khi biết gia đình anh Tiến bị lốc cuốn rất nhiều vàng bạc, tài sản đã đến hỗ trợ tìm kiếm với mong muốn vớt vát lại phần nào cho gia đình. Đến sáng ngày hôm sau khi bão dần suy yếu, tranh thủ lúc tạnh mưa, người dân tiếp tục đến hỗ trợ cùng gia đình chủ tiệm vàng tìm kiếm tài sản trong đống đổ nát. Chị Yến tâm sự, vợ chồng gom góp cũng mở cái tiệm vàng nho nhỏ trong chợ để kinh doanh, nào ngờ lốc xoáy bất ngờ cuốn đi hết tài sản, chưa kể vật dụng, tủ đựng cũng đã hư hỏng cả. Từ chiều qua đến giờ cũng nhờ người dân giúp đỡ, vợ chồng tôi cũng vớt vát tìm lại được một ít, thế nhưng thiệt hại vẫn rất lớn. Có mặt trong nhóm người đang vạch từng ngọn cỏ đống đổ nát để tìm vàng, bạc giúp cho gia đình chủ tiệm Phước Thịnh, chị Võ Thị Diễm sinh năm 1981, trú thị trấn Cửa Việt chia sẻ rằng thiên tai là điều không ai mong muốn, người dân ai cũng thương cho gia đình chủ tiệm vàng nói riêng và những người dân bị tốc mái, sập nhà nói chung. Theo chị Diễm, với sự nỗ lực tìm kiếm của nhiều người dân, một số nhẫn vàng, dây chuyền đã được tìm thấy, hoàn trả lại cho chủ tiệm. Việc tìm kiếm vẫn đang được chị Diễm và người dân tiếp tục với mong muốn tìm lại được phần nào tài sản, giảm bớt thiệt hại cho chính chủ tiệm Phước Thịnh. Chị Diễm nói bỗng nhiên bị ông trời cướp mất một lượng tài sản lớn, ai đặt vào trường hợp của chị Yến, anh Tiến cũng sẽ rất buồn bã. Chúng tôi cũng muốn góp một chút sức lực và đóng góp một phần kinh phí để hỗ trợ cho những người thiệt hại cùng nhau vượt qua khó khăn trong cơn hoạn nạn này. Còn chị Dương Thị Lý, trú tại khu phố 3 thị trấn Cửa Việt thì cho hay khi lốc xoáy cuốn bay hết vàng của cửa hàng Phước Thịnh, chị cùng mọi người ra tìm giúp. Chị Lý chia sẻ, thấy người ta mất vàng, người ta khóc hết nước mắt, mình thấy tội nên tìm giúp.
Ngoài ra, chồng và con bà Lý cũng nhận được 2 đôi khuyên tai và trả cho chủ tiệm vàng Phước Thịnh. Chiều qua, ông Mai Văn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh cho biết, ngay khi bão Noru tan và trời hừng sáng, chính quyền cùng nhiều người dân đã tiếp tục triển khai việc thu dọn lại thiệt hại sau trận bão, trong đó đặc biệt chú ý đến việc gom lại số vàng trang sức cho tiệm vàng Phước Thịnh. Theo ông Minh, chủ tiệm vàng Phước Thịnh đã có báo cáo với chính quyền địa phương trận lốc cuốn phăng nhiều trang sức bằng vàng với tổng số khoảng 10 cây vàng tây và khoảng 60 triệu tiền mặt. Không chỉ gia đình anh Tiến, nhiều chủ thương cũng bị thiệt hại nặng nề với ảnh hưởng của bão Noru. Theo thống kê, ngoài chợ Cửa Việt có đến 300 ngôi nhà dân và cửa hàng bị tốc mái. Chưa dừng lại ở đó, 4 người đã bị thương phải đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nhiều cây cối quanh khu vực bị bật gốc, các bảng biển cũng không tránh khỏi số phận. Trong đó thiệt hại về của nghiêm trọng nhất vẫn là cửa hàng vàng bạc của anh Tiến. Đến tận bây giờ, anh Tiến vẫn không dám tin bản thân đã mất tất cả chỉ trong một khoảnh khắc. Cơn lốc qua đi để lại cho gia đình anh toàn nước mắt và sự tuyệt vọng. Tuy nhiên, thiên tai có thể càn quét tất cả nhưng không làm nguội lạnh được tình người. Gạt qua những đau thương mất mát, tiệm vàng Phước Thịnh chắc hẳn vẫn cảm thấy ấm lòng trước sự giúp đỡ tận tình của những người dân tốt bụng xung quanh. Vừa qua chúng tôi đi sơ tán, sáng nay về nhà cửa đã tan hoang. Có lẽ chỉ những người dân miền Trung mới thấu hiểu hết cảm giác đau đớn khi mất trắng tài sản sau bão như thế nào. Cũng giống như chủ tiệm vàng Phước Thịnh, bà Nguyễn Thị Gái ở phường Hưng An, thành phố Huế đã bật khóc nức nở khi chứng kiến cảnh nhà cửa tan hoang. Không còn gì sau trận cuồng phong thảm khốc sáng qua, con đường dẫn vào tổ dân phố Cổ Bưu, phường Hương An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ngổn ngang hàng loạt cây xanh, cột điện, dây điện đổ ngã chắn ngang đường. Hàng chục nhà dân bị gió bão thổi làm tốc mái, hư hỏng cột bưu nằm giữa một cánh đồng. Nơi đây là một trong những địa phương của Thừa Thiên Huế chịu hậu quả nặng nề. Sau khi bão Noru đổ bộ trở về sau một đêm tránh bão, bà Nguyễn Thị Gái 66 tuổi cổ bưu thất thần khi nhìn thấy nhà mình bị tốc mái, nhiều đồ đạc hư hỏng. Căn nhà cấp 4 lợp mái pro xi măng này là nơi sinh sống của 7 người trong gia đình bà Gái. Ngoài bà còn có người chồng 70 tuổi bị bệnh hen, u phổi và một người con dâu cùng 4 cháu nhỏ. Khoảng 18 giờ hôm qua, bà Gái thấy thời tiết bắt đầu có mưa to, gió lớn, quá sợ hãi, ba người lớn chỉ kịp dùng áo mưa che cho 4 cháu nhỏ rồi cùng chạy qua nhà hàng xóm, nơi có nhà kiên cố để trú ẩn. Nơi gia đình bà sơ tán có 11 đứa trẻ cùng gần 20 người lớn trong xóm. Suốt đêm qua, họ thao thức không thể ngủ khi cơn cuồng phong đổ bộ, ai nấy cũng lo lắng cho nhà cửa tài sản mà họ đã bỏ lại. Và điều mà bà Gái và mọi người ở Cổ Bưu không muốn đó đã xảy đến. Bà Gái nhớ lại, khoảng 1 giờ, gió thổi ào ào, rít từng cơn kèm theo mưa lớn quét qua. Chúng tôi nghe những tiếng động mạnh như mái tôn, ngói bị gió quật, va vào nhau rồi rơi loảng xoảng. Khoảnh khắc này diễn ra trong vòng khoảng 2 phút rồi đỡ hơn. Đến gần 6 giờ ngày hôm nay, khi thấy mưa to gió lớn giảm, bà Gái cùng nhiều người vội vã trở về nhà kiểm tra. Trước mắt bà hiện ra cảnh tượng tan hoang, nhà cửa bị cuốn phăng mái, nhiều đồ đạc khác cũng bị hư hỏng, giường chiếu ướt sũng, nền sân và nhà còn vương vãi nhiều tấm ngói vỡ nát. Bà Gái rơi nước mắt nói, khi tôi đang đứng kiểm tra nhà, một tấm ngói rơi xuống may không trúng người. Tôi sợ hãi chạy ra tìm mũ bảo hiểm đội vào. Hàng chục căn nhà tại tổ dân phố Cổ Bưu cũng rơi vào tình trạng như bà Gái, khiến ai cũng bàng hoàng. Tại các con ngõ nhỏ, họ đứng thành từng nhóm để hỏi thăm, động viên nhau. Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Chí Lanh, trưởng ban công tác mặt trận Tổ quốc phố Cổ Bưu cho biết, khi được chính quyền tỉnh, thành phố thông báo ứng phó với bão Noru, bà con đã cùng nhau chằng chống nhà cửa. Tuy nhiên, sự phức tạp của thời tiết trong khi bão đổ bộ khiến địa phương này thiệt hại nặng nề. Ông Lanh thông tin, tổ dân phố Cổ Bưu có chiều dài 2 km thì một cụm dân cư hứng chịu một luồng gió mạnh như lốc xoáy. Bước đầu chúng tôi thống kê có 59 hộ bị tốc mái, hư hỏng nhà cửa, công trình phụ. Trong sáng nay, công ty điện lực Thừa Thiên Huế đã đến nhiều nơi, trong đó có Cổ Bưu để kiểm tra tình hình sự cố và triển khai phương án khắc phục điện lưới. Nhà chức trách cũng cho huy động nhiều lực lượng như quân đội, công an, dân quân đến hỗ trợ bà con dọn dẹp những đống đổ nát và lợp lại mái nhà. Trong quá trình này, các lực lượng gặp không ít khó khăn khi địa phương có mưa rào, gió hoàn lưu bão giật cấp 5, cấp 6. Chứng kiến hình ảnh quân đội, công an dầm mưa hỗ trợ khắc phục hậu quả, nhiều người dân chia sẻ rằng họ cảm thấy ấm lòng sau những mất mát. Trải qua giai đoạn khó khăn, chúng ta mới thực sự thấu hiểu ý nghĩa của sự đoàn kết.
mọi người không ngại bỏ của riêng ra để giúp đỡ, hỗ trợ người khác lúc nguy hiểm cận kề. Với sức tàn phá khủng khiếp, siêu bão Noru đã gây ra rất nhiều thiệt hại về người và của. Thời điểm này, cả nước đều đang hướng về miền Trung ruột thịt, theo dõi sát sao tình hình cơn bão và về những hậu quả mà nó mang lại. Hy vọng bà con miền Trung sẽ mạnh mẽ, cùng nhau vượt qua những mất mát đau thương. Hiện tại, bão tuy đã suy yếu nhưng vẫn chưa thể đảm bảo được liệu những vùng bị ảnh hưởng đã an toàn hay chưa. Hoàn lưu sau bão dự kiến sẽ tiếp tục gây mưa cho các tỉnh, thành phố Trung Trung Bộ. Chính vì vậy, người dân phải hết sức cẩn thận, đặc biệt là những thiên tai sau bão như sạt lở, lũ quét. Kinh hoàng 6 tỉnh thành miền Trung Trung Quốc đổ nát như ngày tận thế sau khi vòi rồng xuất hiện 2 tiếng càn quét tan hoang vào sáng nay. Theo thống kê mới nhất, có ít nhất 50 người thiệt mạng và 290 người bị thương khi vòi rồng tấn công thành phố miền Đông Bắc của Trung Quốc. Vòi rồng hình thành ở Liêu Ninh vào khoảng 5 giờ sáng nay, gió giật kinh hoàng với tốc độ khoảng 23 m/s trước khi suy yếu sau 15 phút. Theo tờ Tân Hoa Xã, cũng vừa đưa tin mới đây cơn bão đã càn quét thành phố, phá hủy nhiều nhà cửa, nhà máy và các khu phát triển kinh tế, làm bật gốc các gốc cây khiến cho một số khu vực bị mất điện. Cũng vừa mới thống kê có khoảng 100.000 người đã phải di rời và khoảng 2.100 người được giải cứu, hàng triệu người dân phải sơ tán. Theo Tân Hoa Xã cũng vừa đưa tin, lốc xoáy khá hiếm tại Trung Quốc, đặc biệt ở miền Bắc và không có dấu hiệu cảnh báo đặc biệt nào. Vào năm 2016 thì 99 người chết và hơn 800 người bị thương trong một trận lốc xoáy ở thành phố Ninh Giang Tô. Cũng không dừng lại ở đó, sáng nay theo thông tin chúng tôi mới nhận được thì mưa lớn, lũ quét và vòi rồng bất ngờ xuất hiện đã xóa sổ một căn cứ quân sự và sân bay nhà ga ở thành phố Trùng Khánh, làm cho hệ thống thông tin quân sự giữa Trùng Khánh và bên ngoài bị cắt đứt liên lạc, đã khiến cho bên này bị cô lập hoàn toàn. Trùng Khánh được coi là một thành phố huyết mạch của Trung Quốc. Nó được coi là trung điểm để cung cấp lương thực, thực phẩm, thuốc men giữa các tỉnh như Hồ Bắc, Hồ Nam, Vũ Hán và một số tỉnh khác. Chính vì thế mà căn cứ quân sự cũng như là khu vực sân bay trên được đánh giá là rất quan trọng. Chính vì vậy, vào sáng ngày hôm nay, khi nghe thấy tin động trời đó, nhân dân của Trung Quốc đã rất lo lắng sửng sốt. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng ông Tập Cận Bình vẫn ung dung tự tại, điều binh lính của Bắc Kinh đi ra ngoài Biển Đông để xâm chiếm lãnh thổ lãnh hải các nước trong khu vực, mặc cho một căn cứ quân sự ở thành phố Trùng Khánh bị lũ lụt cuốn trôi. Theo tờ báo địa phương ở thành phố Trùng Khánh cho biết, sự việc trên xảy ra vào khoảng 6 giờ 15 phút sáng theo giờ địa phương, hiện chỉ còn một vài người lính canh gác sống sót. Những người này kể lại rằng lúc đó mọi người vừa ăn, người thì đang xem bản tin thời sự buổi sáng, người thì đọc báo để cập nhật tình hình mới nhất về mưa lũ tại Trung Quốc. Bất ngờ nghe tiếng ầm ầm của nước lũ từ thượng nguồn đổ về, cùng với đó là tiếng quạ kêu vượn hú nghe inh ỏi cả một khu vực quân sự rộng lớn lên tới vài hecta đất. Tất cả mọi người ở khu căn cứ quân sự tại thành phố Trùng Khánh không ai có thể nghĩ rằng dòng nước lũ mạnh có thể cuốn trôi mọi thứ. Chỉ trong vòng chưa đầy 9 phút thì những chiếc xe quân sự và khẩu súng, kể cả những chiếc xe tăng hạng nặng hàng ngàn tấn cũng bị cuốn trôi, lợn gà cũng nổi lênh bênh cùng một tiểu đoàn hậu cần gần đó, khi gây dòng nước lũ đi qua thiệt hại vô cùng nặng nề. Những người sống sót kể lại, khi họ phát hiện ra dòng nước lũ ào ào lao tới với tốc độ ước tính khoảng 80 km/h, họ lập tức nhấn chuông báo động kêu vang một bầu trời, sau đó bỏ chạy lên núi vì căn cứ này được đặt sát một quả núi mang tên Trần Minh. Một số người trong đơn vị vì chủ quan không chạy lên núi nên đã bị dòng nước lũ cuốn trôi. Số người bị lũ cuốn trôi ước tính khoảng hơn 100 lính. Hiện chính quyền địa phương đã huy động đội cứu hộ, cứu nạn chuyên nghiệp mang theo trực thăng, phao cứu sinh và những trang thiết bị tối tân hiện đại bậc nhất để cứu nạn đều vô vọng. Hiện thì chưa có thông tin chính xác từ cơ quan chức năng của chính quyền Trung Quốc. Tuy nhiên, theo lời kể và nhận định của đám lính sống sót kể lại rằng, sự việc này là do lũ quét kết hợp với lũ ống và mưa lớn suốt 60 ngày đêm từ trên thượng nguồn của sông Dương Tử và con đập Tam Hiệp đổ về, nên mọi người không kịp trở tay. Và đêm qua, một số lính tráng trong khu quân sự đã mơ thấy một con quái vật khổng lồ to hơn cả con khủng long bắt đi tất cả mọi người, chỉ còn anh và một số người sống sót.
Điểm báo đó ngay sau đó đã được báo cáo lên lãnh đạo cấp trên, nhưng lãnh đạo cao nhất của đơn vị cho rằng đó là chuyện hoang đường giữa ban ngày, cho nên mọi người cũng không để ý đến. Người ta gọi là ý trời, ông trời đang ra tay trừng trị Trung Quốc từng ngày từng giờ vì tội chuyên đi gây hấn bắt nạt Việt Nam và một số nước ở khu vực Đông Nam Á. Thưa quý vị, theo tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc vào sáng ngày hôm nay đã đăng tin mưa lũ thượng nguồn vẫn tiếp tục diễn ra và ngày càng mưa to dữ dội, nhất là vào lúc nửa đêm và rạng sáng, lúc mà mọi người chìm trong giấc ngủ say. Và cảnh báo tất cả mọi người đang sống ở vùng hạ lưu sông Dương Tử và đập Tam Hiệp cẩn thận, không được chủ quan, bởi vì trong nay hoặc ngày mai, vùng Trùng Khánh, Hồ Bắc, Hồ Nam, Vũ Hán tiếp tục xuất hiện lũ quét, sạt lở, thậm chí có cả mưa đá và vòi rồng. Tờ báo của Trung Quốc còn tạm thời thống kê tình hình mưa lớn, mưa lũ ở Trung Quốc từ đầu tháng đến bây giờ đã gây ra biết bao nhiêu thiệt hại về con người và của. Tờ báo của Trung Quốc nói rằng mưa lũ đang lây lan sang một số tỉnh thành phía Bắc của Trung Quốc, thậm chí vùng mây của nó đang di chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam. Vì thế, một số tỉnh thành phía Bắc của Việt Nam, Hà Giang, Lạng Sơn, Lào Cai cũng sẽ xuất hiện mưa to đến rất to. Kính thưa quý vị, vào trung tuần tháng 9 vừa qua, các nhà khoa học Trung Quốc đã có buổi thảo luận về tìm ra nguyên nhân những thảm họa đang xảy ra trên đất nước Trung Quốc. Đây là cuộc họp do tiến sĩ Zhang Jishu đề xuất và đã được Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đồng ý. Tiến sĩ Zhang Jishu là một người tài giỏi và được các nhà khoa học Trung Quốc rất sùng bái về những phát hiện khác người của ông. Nhiều đề tài ông nghiên cứu thành công ngoài sức mong đợi của các nhà khoa học Trung Quốc. Tuy nhiên, ông không thiên về một đề tài như động đất, sóng thần, mưa lũ hay bất cứ đề tài nào khác. Nhà khoa học tài ba này nghiên cứu cả về người và hành tinh vũ trụ và các loại vũ khí mới. Người ta gọi ông là người ngoài hành tinh bởi chỉ số IQ của ông cao gấp 120 lần so với các nhà khoa học khác. Theo nguồn tin, một ngày ông chỉ ngủ có 3 tiếng, thậm chí có 2 ngày, 2 đêm ông không ngủ, nhưng đầu óc vẫn hoạt động bình thường. Một điều dở nhất của nhà khoa học này là ông chịu sự chi phối của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tất cả những công việc của ông làm đều nghe theo sự chỉ đạo của Tập Cận Bình. Tài năng của ông khiến Tập Cận Bình và các quan chức Trung Quốc phải kính nể khi 90% vũ khí mới của Trung Quốc đều do ông phát minh. Trong những năm trở lại đây, mưa lũ, lũ lụt, triền miên cộng với thiên tai động đất sóng thần đã khiến người dân Trung Quốc sống trong nỗi hoang mang cực độ. Thảm họa động đất sóng thần gây nên thiệt hại lớn cho nền quân sự của Trung Quốc. Bằng chứng là trận động đất ở Tứ Xuyên vừa qua đã nuốt chửng 33 chiếc máy bay chiến đấu J-11 của Trung Quốc đang trong quá trình hoàn thiện. Đề xuất cuộc thảo luận này do tiến sĩ Zhang đưa ra, nhưng rất có thể chú ý của ông Tập Cận Bình. Bởi nội dung cuộc thảo luận kéo dài 3 ngày chuyên nói về đập Tam Hiệp và lý do tại sao động đất sóng thần và các thảm họa khác lại xảy ra vào đêm. Sau 3 ngày đêm thảo luận, đến nhóm nhà khoa học gồm 417 người đến từ các tỉnh, thành phố có nhiều nghịch cảnh khác nhau. Tuy nhiên, có một số kết luận chung và được vị chính sự đứng đầu đất nước này tóm lược đã được lưu lại và gửi lên Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Đầu tiên, các nhà khoa học này khẳng định, kể từ khi con đập Tam Hiệp được xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 1994 đến nay, thì thời tiết cực đoan mới xuất hiện ở Trung Quốc, đặc biệt là ở vùng hạ lưu sông Dương Tử. Điều này cho thấy tất cả những thảm họa kéo dài trong những năm qua đều do con đập này gây ra. Người Trung Quốc thì xét theo thuyết duy tâm, việc con người đã chống lại ý trời, bắt dòng sông và thiên nhiên phải theo ý của con người. Nhưng các nhà khoa học này càng bỏ khả năng thuyết duy tâm ra bên ngoài trời, bởi phía Đảng Cộng sản Trung Quốc là đảng vô thần, không có bất cứ ý trời thấy ở đây. Đập Tam Hiệp chứa 42 tỷ mét khối nước đã làm chậm nhịp vòng quay của trái đất, chân đế lòng đất bị rỗng. Khi chính quyền Trung Quốc cho phép xây dựng, con đập này đã lấy đi khoảng 500.000 tỷ khối đất đá. Thời tiết cực đoan xuất hiện không theo bốn mùa, gây nên những trận mưa lớn kéo dài, thấm xuống dưới lòng đất rỗng, từ đó gây ra những trận động đất xung quanh con đập kéo dài ở tỉnh Tứ Xuyên. Rãnh nước Manila còn được gọi là rãnh nứt vỡ trái đất đã xuất hiện từ ngoài khơi biển Đài Loan, trải qua thành phố Phúc Kiến đến đập Tam Hiệp và ăn thẳng ra thành phố Thành Đô của tỉnh Tứ Xuyên. Đây cũng chính là nguyên nhân gây nên những trận động đất ở ngoài khơi biển Đài Loan và tạo ra những cơn sóng thần khủng khiếp. Không phải nói thêm rằng, lý do đầu tiên là do nước dự trữ trong con đập Tam Hiệp quá lớn gây nên khí hậu thay đổi nên mới có trận mưa bão triền miên như vậy. Động đất sóng thần cơ bản xảy ra vào ban đêm, vì ban ngày khi nhiệt độ lên cao tích tụ mưa trên đất và nước, ban đêm nhiệt độ hạ xuống thì đất đá mới bị sụt lở, tạo ra trận động đất gây ra sóng thần. Nói tóm lại, không có cách nào khắc phục hậu quả này trừ khi cho phá vỡ con đập Tam Hiệp này đi.
hoặc phải cho di dân rời khỏi khu vực hạ lưu đập Tam Hiệp khi nước lũ dâng cao. Nguồn tin tại nhà khoa học giấu tên tiết lộ thông tin này khẳng định tiến sĩ Zhang đã gửi bản kết luận này lên cho ông Tập Cận Bình nhưng không dám đưa ra kết luận về cách khắc phục hậu quả. Mặc dù trong cuộc họp ông ấy đã nói rằng sẽ đưa ra tất cả bản kết luận này đến tận tay ông Tập Cận Bình, nhưng người giúp việc của vị tiến sĩ này đã nói rằng ông ấy đã cắt bớt phần khắc phục hậu quả đó vì sợ ông Tập Cận Bình nổi giận. Chỉ có cách như vậy, ngôi vị của ông ấy mới giữ vững được, dù ông ấy không dám nói ra. Có một cách nói khác mà mọi người ngầm hiểu rằng chỉ cần đưa ra những nguyên nhân tại sao nhiều thảm họa xảy ra với người dân Trung Quốc thì ông Tập Cận Bình và đảng phái ông ta sẽ tự nghĩ ra cách khắc phục đó như thế nào. Tuy nhiên, ai cũng biết rằng ông Tập Cận Bình đã nhìn ra điểm mấu chốt của vấn đề nhưng vẫn bảo lưu chủ ý của mình và của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đập Tam Hiệp là niềm tự hào của đất nước Trung Quốc bởi nó to lớn và hoành tráng nhất thế giới, dễ gì mà phá bỏ. Nếu phá bỏ thì khác nào tự thừa nhận với thế giới là Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sai lầm quá lớn khi cho xây dựng con đập này. Kính thưa quý vị khán giả, mưa lũ vẫn đang kéo dài 2 tháng qua ở đất nước Trung Quốc. Những cơn mưa lớn tầm tã không biết này chính là nguyên nhân gây nên những trận động đất kinh hoàng. Tuy nhiên đó chỉ là theo cách nhìn của các nhà khoa học Trung Quốc. Những ngày qua xôn xao nhiều với những thông tin bí ẩn trước những dị tượng lạ thường. Chẳng hạn động đất kép xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên, xảy ra có tín hiệu lạ từ phía trên trời. Đó là những tia ánh sáng xanh, sắc nét hơn cả vận tốc ánh sáng liên tục xuất hiện nơi tâm chấn của vụ động đất. Một số người dân tỉnh Tứ Xuyên thoát nạn nhờ đã ra khỏi nhà trước đó mang lễ vật ra ngoài trời cúng bái. Sau khi những tia sét quét qua quét lại nhiều lần thì tiếp theo đó là 2 trận động đất kép xảy ra. Trường hợp này người ta gọi là tín hiệu báo hiệu gần đó, thường xảy ra trước khi tai họa ập đến khoảng nửa tiếng. Những tín hiệu báo trước và thời gian được người Trung Quốc tâm niệm là điềm gờ, thường trước đó vài ngày, đôi khi cả 1-2 tháng, tùy theo sự kiện lớn hay nhỏ. Sau 2 vụ vỡ đê ở Phiên Dương và Hợp Phì, dân Trung Quốc nói rằng đó là điềm gờ khi 2 con rồng đất xuất hiện trước đó 1 tuần. Kiểu gì khi có điểm trời báo trước cũng xảy ra tai nạn. Những kinh nghiệm quý báu đó của những người cao tuổi được truyền lại cho con cháu để họ thoát qua những kiếp nạn không đáng có. Hiện tại, mưa vẫn đang như chút nước xuống đất nước này, nhưng tập trung nhiều ở miền Nam, miền Trung Trung Quốc. Tỉnh Hồ Bắc chính là tâm điểm của những trận mưa lớn vượt kỷ lục. Nó được người dân của cả thế giới quan tâm vì nơi đó có con đập Tam Hiệp. Chính quyền Trung Quốc vẫn làm ngơ với những gì con dân của mình đang phải chịu đựng. Họ có những sắc lệnh riêng, nhìn vào thì có vẻ đó là sự quan tâm của chính quyền đối với nhân dân, nhưng thực chất họ chỉ muốn giữ gìn những di tích cổ vật để làm nổi tiếng thế giới. Đập Tam Hiệp không phải là di tích, nhưng đó là niềm tự hào của Đảng Cộng sản Trung Quốc vì nó to lớn và hoành tráng nhất thế giới. Nhiều chuyên gia thủy lợi của Trung Quốc đã khẳng định con đập này không mang lại lợi nhuận như những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc nói, thậm chí từ ngày nó xuất hiện thì đã làm thay đổi khí hậu toàn cầu, làm chậm nhịp quay của trái đất. Cũng chính vì lẽ đó, thời tiết đã xoay chuyển chóng mặt và không đi theo một quy trình nhất định. Các nhà khoa học nói đó là thời tiết cực đoan, vì vậy đất nước Trung Quốc đã bị ảnh hưởng hậu quả nặng nề do chính cơn đập này gây ra. Những dị tượng lạ như mưa máu, tuyết rơi giữa mùa hè, mưa đá giữa mùa đông hoặc bão lũ triền miên chính là hậu quả của việc bắt thiên nhiên làm theo sự chỉ đạo của con người. Những việc làm đó đã đi ngược lại với quy trình tự nhiên của trái đất nên nó đã phản ngược lại tác dụng. Dự đoán của các nhà khoa học từ đó cũng trở nên sai lệch, không thể nào đưa ra những thảm họa chính xác vào ngày tháng năm.